mấy bạn nhắm chuyện đâu rồi? Nhóm đủ chưa? Mấy này không nghe mình nói sao ta? Dạ có nghe anh. Nghe nó giờ nói lần thứ ba, nó hỏi lần thứ ba ngồi im im im. Thấy bạn phát đâu à? Nhóm hiện tại có được 22 hay 23 bạn à? Coi có được bao nhiêu rồi vô còn dạy nữa. Đủ chưa? Dạ nhóm vô gần đủ rồi anh. Thì bữa nào Anh tại như là thiếu có thiếu ba bạn. Biết ai. Bắt đầu nhóm thứ nào phải lời môn không gọi rồi này là thật làm yên ta thương quậy quá một đủ chưa. Dạ đủ anh, còn thiếu bọn phát vẫn bị văng ra ngoài, những văng vô lại. Rồi giờ bài tắt một có chỗ nào chưa hiểu hay là dạng là lại hay sao? Các bạn tập hết bài tắt một cái tắt dạ em nhớ em mới lấy đồ ăn lên anh nhỉ. rồi sao giờ đủ rồi đúng không? Dạ
Rồi giờ hỏi nè, bài tắt ruột chỗ nào không hiểu thì hỏi trước. Xong thế nào hỏi Chắc là ai hiểu hết rồi hay sao? giờ Không, mấy đứa kia mấy cái gì hết. Mấy anh kia về đọc hết bài rồi hay sao? Thì tao giảng gì? dạ anh dẫn phần tiếp cận cho đến phần điều trị, từ cấp cứu đến điều trị nguyên nhân. Tao hỏi tụi mày đọc bài chưa? Đi thi đến nơi chưa đọc bài hả hay sao? Dạ Mấy đứa kia không có miệng hay sao vậy? Mấy đứa kia mở mic mở cam lên hết coi coi. Nằm ngủ hay nằm chơi? Mấy bạn có nghe tôi nói không? Mở mic mở camera lên hết tôi nghe coi 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 nằm chơi hay là nằm học nó dở ngồi nghe hỏi không? Sao làm cái gì mà như là điếc hay sao ta, tôi nói hai ba lần cũng như vậy à. Chỗ nào không hiểu thì hỏi trước sau đó mới dạng lại cái bài chứ. Đóng chỗ nào không hiểu đưa cái dạng lại thêm chỗ nào cho chưa hiểu chứ. Tôi hỏi đâu đến cuối nè. Em đọc bài này chưa? Rồi, chỗ nào không hiểu? Hiện tại em chưa thắc mắc tại hồi lúc trước em làm bài này trình đó anh. Rồi, bạn trình rồi. Phước, tiếp. Em cũng làm cái phần trình phần bài này á. Nói gì vậy ta? Tùy trang đi. Dạ em đọc rồi anh. Học rồi phần nào không hiểu? Dạ em chưa rõ cái chỗ phân bán tắc ruột với phân biệt bán tắc ruột non, bán tắc ruột già. Tiếp. Trung thắng. Về cứ hỏi hoài. Đứa nào không hiểu đứng lên hỏi gì, nãy giờ hỏi hoài cứ im hoài. Vậy mà cứ im im. Lâm sàng cũng đi, mỹ thuyết cũng đọc luôn hay sao? Ý gì? Ủa? Em có phần nào không hiểu không? Bây giờ tôi hỏi tên mà. Không. Rồi, em hiểu hết đúng không? Mấy bạn này hiểu hết chứ tôi hỏi bài. Thanh quy đâu? Đừng đẹp thì gọi là thứ ba. Thanh quy đây đâu?
Camera em đâu? Camera em đâu? Anh Thư đâu? Camera em đâu? Rồi. Anh Na không hiểu. Dạ thôi em chưa có câu hỏi. Ừ, nãy giờ mấy bạn nói tắt cái mic bớt đi Trâm ơi, đang hỏi bạn. Cái phần này em không hiểu, em đọc bài chưa? Dạ, dạ anh cho em hỏi cái. Dạ anh cho em hỏi cái phần mà tác dụng cho dính đó thì mình giải quyết làm sao, xử trí làm sao? Tại em thấy có nhiều trường hợp chỉ có điều trị nội khoa xong rồi cho bệnh nhân đi về, không có, trong khi là bệnh nhân đã tái phát do dính nhiều lần rồi. Còn anh Thư đâu, em hiểu hết rồi hả hay sao? Dạ, em đọc rồi mà em chưa thấy gì thắc mắc đâu. Rồi, hết rồi. Tiếp, dược sĩ đâu? Để hỏi không? Em nghe ạ. Dạ, em cũng hỏi cái mà... Em nghe gì? Dạ, có nghe câu hỏi không? Có nghe anh. Dạ, ở cái hỏi mà... gì? Dạ, anh hỏi là trong bài tắc ruột có thắc mắc gì? Thì em cũng... chưa rõ về cái phân biệt ruột non, ruột già với cái tắc ruột đơn thuần với tắc ruột cho thắt đó, cái kiểu tắc ruột đó. Mấy bạn phía dưới hỏi gì? Đừng để tôi gọi từng người nữa. Dạ, em muốn hỏi là cái... Dạ, em cũng có câu hỏi giống như bạn sĩ là cái cách mà phân biệt giữa cái tắc ruột đơn thuần với tắc ruột thắt nghẹt với là cái lựa chọn kháng sinh trong điều trị tắc ruột. Rồi tiếp. Dạ, em muốn hỏi là về cái tiếp cận cận lâm sàng hình ảnh học của anh là ở bệnh nhân tắc ruột thì mình sẽ làm CT là với cái ultrasound bệnh nhân không sử dụng hay là cái siêu âm trước anh? Dạ, tại được anh Tuấn có hỏi về em câu đó. Hết chưa? Dạ, xong anh ơi, chưa? Cho em hỏi cái phần mà điều trị anh thì ấy là có tính nước với điện giải thì mình tính như thế nào? Mà là bài tắc ruột là tao dạy hả? Trong bài giảng á? Dạ như vậy. Bạn nữa ta.
lát thiệt đấy. Lịch trong bài giảng là anh dạy hay sao? Đúng không? Dạ. Anh hả? Em bài tắt đuổi này của ai? Giờ từ đêm xin lại như là anh dạy. Rồi anh dạy thì thôi dạy luôn. Bây giờ nhắc lại mấy ý nè. Để thi nè. Cái áo vô đó, đang nóng. Từ trần nãy giờ. Bài tắt rùa nó có mấy nội dung cần nhớ nè. Trong cái nội dung bài giảng số 1 trong cái slide đầu tiên á, là mình nhớ định nghĩa đôi gái. Số 1 á, tắc ruột á, người ta định nghĩa là sự bế tắc cái lưu thông trong lòng ruột. Thì bế tắc lưu thông lòng ruột á thì nó có hai kiểu. Một á là cái du động ruột nó không có thì mình gọi là cái gì? Tắc ruột cơ năng. Còn hai á, mà cái du động ruột nó có á, nhưng mà nó bị tắc vô các nguyên nhân khác á thì tắc ruột gì? Cơ học. Cơ năng tức là cái chức năng của ruột nó bị mất đi. Ha. Còn cơ học á là do có nguyên nhân. Thì ba cái nguyên nhân hàng đầu của tắc ruột á, số 1 là mình nhớ tôi là tắc ruột do dính. Số 2 á là ung thư. Số 3 là nguyên nhân thất vị. Khi mà mình tiếp cận nguyên nhân tắc ruột mình phải nhớ trong đầu mình có ba cái nguyên nhân đó để mình nhớ. Ba nguyên nhân nó gần như ba nguyên nhân thường gặp. Mình phải loại trừ. Số 1 á là có dính không? Mình phải hỏi có tiền căn mộ cũ gì hay không? Có tiền căn gì bất thường hay không? 2 á là ung thư. À, bất quan bất kỳ mình có nghi ngờ u ở đâu không, u đại tràng phải, u đại tràng trái, u trực tràng, u đại tràng sức ma, u manh tràng ha, u ruột non ha, u tá tràng ha. Những thứ ba đó là gì? Đó là thoát vị. Nhất là gì? Ở nam giới thoát vị bẹn có không, nữ giới thoát vị đùi có không, thoát vị bịt ở người già có không. Là mình nhớ tất cả những ba nguyên nhân hàng đầu đó cho tôi. Nhớ nó có thể chia rất làm rất nhiều nhóm, nguyên nhân trong lòng ruột, nguyên nhân ngoài thành ruột, nguyên nhân số 1 là nguyên nhân ngoài thành ruột thì mình có cái gì, có dính ruột ha, có thoát vị ha, có ung thư di căn ổ bụng ha, rồi có áp xe ổ bụng ha. Rồi nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân xuất phát từ thành ruột, thì thành ruột có thể là do gì, bẩm sinh ha, ruột sai bất toàn ha, rồi ruột đôi ha, rồi viêm bên trong cái niêm mạc ruột đó, bệnh Crohn rồi lao rồi túi thừa ha. Đó, rồi u lành hoặc là u ác ha. Nguyên thứ ba là xuất phát trong lòng ruột luôn, là bã thức ăn nè ha, sỏi phân nè, dị vật nè ha. Đó là ba nguyên nhân lớn. Thì nó xếp từ gì? Từ ngoài thành ruột, rồi xuất phát từ ngay thành ruột và cuối cùng là gì? Từ trong lòng ruột. Đó là ba nguyên nhân lớn. Nhưng mà làm ơn nhớ cho tôi ba cái nguyên nhân hàng đầu á, là số 1 là gì? Dính. Thứ hai là ung thư. Thứ ba là thoát vị bẹn, là thoát vị, nhớ chưa? Còn ở phương Tây á, nhưng nhiều thứ tư nó là cái gì? Do Crohn. Ở Việt Nam thì có do gì? Phương Tây có Crohn thì ở Việt Nam có gì? Lao, hồ, bánh tràng. À, là mình nhớ là như vậy. À, số 1 của mình tất cả nguyên nhân hàng đầu do dính. Thứ hai là gì? Bú. Thứ ba là thoát vị. Đó. Ba cái đó là mình nhớ cái hàng đầu của tôi. Rồi, cái này trong cái slide bài giảng ha, thì là mình nhớ phân biệt giùm anh cái tắc ruột nó có ba nhóm nguyên nhân. Một là tắc ruột đơn thuần, tức là sao, là đúng cái định nghĩa luôn, là biết tắc cái gì trong lòng ruột đó, tức là bên trong cái lòng ống tiêu hóa của mình nó bị biết tắc, là tắc ruột đơn thuần thôi. Còn nếu tắc ruột mà có kèm tổn thương gì mạch máu kèm theo ha, đó mới thấy không, tắc ruột kèm tổn thương mạch máu mạc treo. Đây là mạch máu vô mạc treo. Là mạc treo là để gì? Nuôi ruột. Thì tổn thương cả mạch máu thì tắc ruột vô nguyên nhân, gọi là nguyên nhân gì? Thắt nghẹt. Được chưa? Và thứ ba là tắc ruột gì? Quai kín. Thì đây là hạn tắc ruột quai kín ha. Thì tắc ruột quai kín nó có thể là một dạng tắc ruột đơn thuần, mạch máu mạc treo không bị tổn thương, hoặc nó vừa tổn thương mạch máu mạc treo, nó vừa tổn thương gì? Biết tắc trong lòng ruột. Các bạn hiểu chưa? Nhắc lại lần nữa. Tắc ruột nó có ba nhóm, một là tắc đơn thuần, là đúng như cái định nghĩa của nó, đó là sao, nó chỉ biết tắc trong cái lòng ống thôi, mạch máu nuôi nó gì,
bình thường không bị tổn thương. Nếu cả mạch máu nuôi ruột bị tổn thương kèm với gì? Sự bí tắc trong lòng ruột thì đó gọi là gì? Tắc ruột cho nguyên nhân gì? Thắt nghẹt. Và thứ ba, tắc ruột cho gì? Quay kín là sao? Nó bị bít ở hai đầu, nó là một cái quay kín thì là tắc ruột quay kín. Thì trong tắc ruột quay kín nó có thể tổn thương mạch máu kèm theo, như là tình trạng gì? Gập góc, cái hình ảnh ruột nè, anh vừa cho hình coi nè đó, đây là hình gập góc của ảnh ruột nè, thấy không mấy đứa? Ha, nó vừa tổn thương mạch máu mặt treo, còn nó vừa làm gì? Bít tắc ở hai đầu, ha, có thể như vậy. Hoặc là tắc ruột quay kín dạng gì? U vòng nhỏ ở tràng sigma, thì đây tắc vẫn tắc quay kín là do van hồi van tràng đóng gì? Đóng kín. Đây cũng dạng một dạng tắc ruột quay kín, được chưa? Nó có thể tổn thương mạch máu hoặc không kèm tổn thương mạch máu, các bạn nhớ chưa? Còn có tổn thương mạch máu mình gọi tắc ruột nguyên nhân gì? Thắt nghẹt. Rõ ha. Thì các nguyên thắt nghẹt thường gặp là gì? Là xoắn ruột ha, là lồng ruột ha. Đây, đó. Xoắn ruột ha, lồng ruột ha, đó. Rồi thoát vị nghẹt ha, đó là ba nguyên nhân thắt ruột, thắt nghẹt đây. Thắt nghẹt là vừa tổn thương mạch máu, vừa tổn thương gì? Bí tắc. Đó. Rõ chưa? Rõ ba nguyên nhân chính chưa? Thì khi mình nắm được cái ba nguyên nhân chính thì bệnh nhân đến vì một cái tắc ruột, mình phải chẩn đoán coi tắc ruột cho nguyên nhân gì? Đơn thuần hay tắc cho nguyên nhân gì? Thắt nghẹt hay tắc cho nguyên nhân gì? Quay kín, được chưa? Kiểu tắc là kiểu tắc gì? Rõ chưa? Tại sao? Tại vì mình phải xác định được là có tắc ruột quay kín hay không, hoặc có tắc ruột cho nguyên nhân gì, thắt nghẹt hay không, để mình phải giải quyết gì? Khẩn cấp. Không, đoạn ruột sẽ bị thiếu máu nuôi và sẽ hoại tử, không hồi phục. Thì thời gian trung bình chạy trên bao nhiêu? 6 tiếng. Tiếp ha. Đây hạn nghe tắc rồi, nguyên nhân gì? Thắt nghẹt ha. Đây xoắn lại chẳng sức ma cũng là nguyên nhân gì? Thắt nghẹt ha. Rồi, xin lý bệnh không nhắc lại nữa, xin lý bệnh thì bị tắc ứ động dịch thì sẽ có hai biến chứng chính, đó là rối loạn nước và định dại. Và thứ hai là gì? Nhiễm trùng. Là mình nhớ hai nguyên nhân đó cho anh. Hai cái biến chứng đó cho anh. Nhớ, khi tắc ruột thì chắc chắn có rối loạn nước định dại, dinh dưỡng bị giảm, kém hấp thu đi, và cuối cùng là gì? Nhiễm trùng, nhớ chưa? Nên đó, khi mình nắm được ba cái này đó, mình sẽ biết hướng điều trị. Nhiễm trùng thì phải cho gì? Kháng sinh. Rối loạn nước định dại phải bôi hoàn nước và định dại. Rõ chưa? Rồi, phần này thì không nhắc lại nữa. Rồi triệu chứng ha. Đau nôn bí chướng, mấy người tự khai thác đi. Đây từ thời Y4 rồi, anh không có nhắc lại nữa ha. Rồi, nhắc lại một số ý. Khi khám bột, nếu thấy hình ảnh dấu đánh bò là chắc chắn tắc ruột do nguyên nhân gì? Cơ năng hay cơ học? Dấu đánh bò là cơ năng hay cơ học? Cơ học chắc chắn. Ruột nó du động được thì nó chắc chắn phải là tắc ruột do nguyên nhân gì? Cơ học ha. Cơ năng là ruột nó liệt rồi. Đến hình ảnh quay ruột nổ thì chưa chắc chắn là phải có tắc ruột hay không nha. Phải kiểm tra cho kỹ. Đoạn ruột nó thông suốt thì chắc chắn không có tắc ruột ha. Rồi. Đây hình ảnh gì? Quay ruột nổ này thấy không? Nổ gò thành bụng đó nhưng mà nó gầy ha. Rồi, coi, còn gì để nói không? Đau nôn bí chướng. Rồi, hình ảnh ha. Cận lâm sàng. Thì cận lâm sàng đầu tay của mình là gì? Giờ ít quan, bụng không sửa soạn. Đúng rồi, ha. Này, nhắc sơ lâm sàng đi xíu. Đối với trạng nhân tắc ruột nguyên thắt nghẹt á, thì đa phần nó sẽ đau sao? Đau liên tục, đau dữ dội. Kèm với bệnh nhân dễ bị gì? Vô sốc nhanh, dễ bị nhiễm trùng, nhiễm độc một cách nhanh chóng do mạch máu đoạn ruột nó gì? Bị hoại tử, bị thiếu máu nuôi. Đoạn ruột dễ vô sao? Vô hoại tử đoạn ruột. Nguy cơ cao sao ha? Rồi, nguy cơ cao ha. Đoạn ruột nó dễ vô hoại tử, nguy cơ nó cao ha. Rồi. Nằm yên đi con. Ra cho ba dậy. Rồi.
ít quang ha. Ít quang thì để anh coi coi ít quang có gì nói không. Rồi ít quang thì ít quang là dàn cảnh quang ha. Thì cái hình ảnh mà đặc trưng nhất trong cái con này dàn cảnh quang là có hình ảnh gì? Là có hình ảnh mực nước hơi ha. Thì để phân biệt cái hình ảnh mực nước hơi á thì cho có cái hình là chính ha. Làm sao phân biệt được là mực nước hơi ruột non hay mực nước hơi đại tràng? Rồi trong mực nước hơi ruột non á thì phân biệt được hổng tràng và hồ tràng ha. Đây. Đây là mực nước hơi ha. Mực nước hơi á là mình nhớ cho anh cái mực nước hơi á đa phần dạng gì? Dạng quai chứa nhiều hơi như vậy á thì hai mực nước hơi sao? Phải gì? Phải chênh nhau ha. Thấy không? Chênh nhau thấy chưa? Chênh nhau thấy chưa? Nhớ nha. Chênh nhau nè, thấy không? Đó, đó là hành mới gọi là hành mực nước hơi ha. Còn cái dạng như vậy nè là không rõ nè mấy đứa. Ha. Dạng như vậy là không rõ nè. Ở đây là thấy giãn đoạn ruột chứ không phải là hành mực nước hơi mấy đứa ha. Mấy đứa phải thấy rõ được cái gì? Cái chân của nó ha. Còn cái hình ảnh gì? Giãn ruột thôi ha, chứ chưa thấy có phải mực nước hơi hay không. Phải thấy như vậy nè, các quai nó chênh nhau nè, đó, đi lên đây xuống đây ha, rồi đi qua đây xuống đây ha, hoặc là đi từ đây lên đây ha, thì đó mới là hình mực nước nước hơi. Rồi cái dạng như vậy nè cũng có thể mực nước hơi hoặc cũng không phải mực nước hơi hay mấy đứa ha. Đó, đi nhớ cho anh nha, đa phần hai quai nó phải chênh nhau như vậy nó mới là mực nước hơi không nước hơi. Rồi rồi à, tại sao cái mực nước hơi chênh nhau thì đa phần người ta nghĩ đến tắc ruột cơ học, lý do? Dạ, dạ thưa anh, tức là nó vẫn còn nhu động ruột cho nên nó mới chênh nhau, còn nếu nó không nhu động thì nó đã bằng nhau luôn rồi. Good, tốt. Vậy tại sao đôi lúc á mình thấy mực nước hơi bằng nhau nhưng mình vẫn nghi ngờ? Quậy quá. Sao? Vậy sao mình thấy mực nước hơi bằng nhau mình vẫn nghi ngờ? Nếu theo bạn nói cái trường hợp mà vô trễ nhu động ruột giảm rồi. Vô trễ nhu động ruột giảm nó mất chứ giảm nó thì nó còn khả năng nhu động đâu, hiểu chưa? Liệt ruột bã rồi, rõ không? Hiểu ý nó không? Hồi nãy bạn nói rồi đó, nó còn nhu động thì nó mới chênh nhau, còn nó đã vô trễ thì sao? Mực nước hơi thì sao? Lúc đó chứa gì? Chứa gì là chính? Còn ông trình bày bài rồi, lúc đó chứa gì? Chứa hơi hay chứa dịch? Dạ chứa dịch. Chứa dịch là chính. Rồi nếu mà chứa dịch nhiều quá nó tạo thành hình ảnh gì? Chấm. Dạ chuối trăng hạt. Rồi chuối trăng hạt, nhớ chưa? Các bạn khác nhớ chưa? Tức là sao? Khi mà mấy đứa thấy cái hình ảnh này nè, còn hình này tức là nó mới sao? Nó mới vừa tắt thôi thì hơi nhiều dịch ít, còn khi mà nó để nó tắt kéo dài thì sao? Cái chân mực nước hơi này nó càng ngày càng gì, càng mất đi, và cuối cùng nó chỉ còn lại những gì, những chấm 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 chấm, hình ảnh vài hơi. Đó là hình ảnh dấu gì? Dấu chằng hạt ha, chú chằng hạt ha. Đây đây hình chú chằng hạt là mấy đứa ha, nhiều quai ruột gì liên tiếp nhau ứ dịch rất nhiều ha. Đó là hình chú chằng hạt ha, đây chú chằng hạt ha, rõ chưa? Rồi có còn gì nói không? Rồi mục tiêu ngoài mà đọc mực nước hơi mình còn đọc cái gì nữa trong phim mất văn bụng? Đọc gì nữa? Vị trí tắc rồi. Vị trí tắc, làm sao đánh giá được vị trí tắc? Là cái đó nó có thể là nằm quanh rốn hay là nằm dọc theo khung đại tràng, hoặc là mình so cái chiều ngang so với cái chiều cao của mực nước hơi. Chưa. Đúng là để vị trí tắc, nhưng mà lưu ý cái gì?
mình sẽ đọc cái gì? Sang. Để đọc cái gì mình phải lưu ý cái gì? Dạ, lưu ý coi hữu cái văn hồn trạng nó còn hữu lực, còn hiệu lực hay không? Không. Lưu ý cái gì? Khi đọc tắt, khi đọc qua một đứa không sửa soạn trong tắc ruột. Ngoài mình nước hơn mình lưu ý cái gì nữa? Trăm. Nó cũng giống các bạn là vị trí thứ nhất là nếu ở đại tràng thì cái đấy nó sẽ rộng hơn. Cái đó là phân biệt vị trí mực nước hơi. Phục, trình bày bài rồi, trả lời đi. Dạ, anh là cái nếu tắc cao thì cái mực nước hơi chủ yếu tập trung bên bụng trái, còn nếu như tắc thấp thì mực nước hơi ở khắp bụng. Tạm ơn nhớ nè, đọc ức qua một đứa hình sạn, sau khi đọc một nước hơi mình phải đọc cái gì? Mình phải đọc tiếp có hơi đại tràng hay không? Được chưa? Hơi đại tràng sao? Coi có hơi ở đại tràng phải không? Hơi ở đại tràng trái không? Hơi ở đại tràng sigma hay không? Hơi ở trực tràng hay không? Nếu còn hơi, mình phải coi mình loại trừ các nguyên nhân, giống như hồi nãy bạn nói đó. Đó là vị trí xác định cái vị trí tắc. Nếu tắc ruột non nhưng vẫn còn hơi, mình có thể theo dõi được. Tắc ruột non mà nó mất hơi luôn thì mình sao? Có theo dõi được nữa không? Theo dõi là ngày càng nguy hiểm hơn. Tại sao? Tại vì khi đó gì? Nó tắc hoàn toàn, phân nó sẽ được thải ra tối đa sau bao lâu? Sang, trong bài anh đi rồi. Nếu bệnh nhân tắc ruột non hoàn toàn thì phân và dịch sẽ mất trong bao lâu? Trong bài giảng của anh á, 12-24 tiếng hả? Đúng rồi, 12-24 tiếng, nhớ chưa? Trong một ngày, nên thành ra khi mình theo dõi á, tắc ruột á, tại sao mình theo dõi tối đa là gì? 72 giờ, tức là 3 ngày á. Hiểu ý không? Trong tắc ruột non á, nó sẽ khác với tắc đại tràng ha. Anh không nói là tắc đại tràng ha, anh nói tắc ruột non ha. Thì tắc ruột non, thì khi mình thấy hình ảnh mình có hơi ruột non rồi đó, mình sẽ đọc tiếp có hơi đại tràng hay không. Nếu còn hơi đại tràng mình vẫn có thể gì? Theo dõi tiếp được, tức là chứng tỏ khả năng gì? Trung quyền bệnh nhân vẫn còn, dịch nó vẫn qua, hơi nó vẫn xuống. Được chưa? Còn nếu mà sao nó không còn hơi trong đại tràng nữa thì mình phải lưu ý, coi chừng tình trạng tắc ruột nó lâu rồi, nó trễ rồi đó, nó không còn hơi nữa, bệnh nhân gần như gì? Biết tắc gì? Hoàn toàn. Cộng thêm những hiệu lâm sàng bệnh nhân sao? Có sốt, mạch nhanh hơn, mệt mỏi hơn. Rồi bệnh nhân gì? Đau bụng gì? Liệt ruột, ruột đờ hơn. Thấy sao quai ruột giãn ngày càng to hơn, thấy hình ảnh gì? Chú chẳng hẹt. Tình trạng bệnh là sao? Nặng hay nhẹ? Nặng rồi. Nặng rồi ha. Rồi có nhớ chưa? Lưu ý nhớ chưa? Để làm vậy làm sao phân biệt được một cái hơi với hổng tràng và nó hơi hồ tràng? Để biết tắc cao hay tắc thấp? Trăm. Rồi coi cái van ruột nó có chạy hết cái đại tràng hay không? Chạy hết tức là sao? Vậy là van ruột nó không chạy hết là cái gì? Dạ thưa anh, là thường sẽ coi cái nếp ruột. Thường thì vậy cái hình này là tắc. Vậy hình này là tắc ở hồ tràng hay tắc ở hổng tràng? Dạ hình như là cái này thì tắc ở hổng tràng nhiều hơn, tại vì cái nếp ruột nó dày hơn. Còn thường hồ tràng cái nếp van ruột nó thưa hơn, cái nếp van nó thưa hơn. Thưa hơn là thưa hơn sao? Dạ tức là mấy cái van ruột, cái răng cua anh. Thì dạ đúng. Tiếp, bạn nào tiếp? Làm sao phân biệt được hổng tràng và hồ tràng? Cái nước qua. Dạ, là cái mức nước hơi nó nằm bên trái là tắc cao của hổng tràng, còn nếu như nó nằm thấp thì là cuối hồ tràng. Ít nó nằm hết bụng. Chưa đúng. Cũng có ý nhưng mà chưa đúng.
Sao? Còn bạn nào cho ý kiến không? Là tắc mà tắc ruột cao thì cái đường kính bề ngang nó sẽ rộng hơn cái chiều cao và ngược lại. Mày lại chế rồi. Mày đang phân biệt, anh đang hỏi là làm sao phân biệt giữa hổng tràng và hồi tràng, cái tao đâu có phân biệt mày kêu đại tràng với lại gì ruột non đâu. Trên, sao phân biệt? Trời, nãy giờ em có ý giống mấy bạn chưa biết thế nào phân biệt. Chưa biết nào phân biệt. Đó, vậy sao không hỏi? Rồi, ví dụ đọc cái phim này là đọc là tắt hổng tràng hay tắt hồ tràng nè, đó. Ví dụ đọc phim này nè, rồi đọc phim này nè. Đó. Giờ đọc phim này nè, có đọc phim này nè, đó, nó có giống nhau không? Sao? Biết chưa? Các bạn nào biết không? Con nào biết không? Có anh chị nào biết không? Không, em muốn em trả lời. Cưng. Đi chơi đi con, đừng bu ba nữa. Hình bên trái tràn, hình bên phải là hồ tràn anh. Không. Chị nè, cái này nó hơi khó đi xíu. Số 1 á, mình phải coi á. Cũng có thể một phần mình coi là phía trên với phía dưới, nhưng mà nhìn nè, mình sẽ thấy ha. Cái để mình phân biệt giữa ruột non và đại tràng là mình dựa vào gì? Khoảng cách giữa các nếp niêm mạc ha. Mình đi nhìn nè ha. Riêng nếp niêm mạc hổng tràng nè, rất nhiều. Do sao? Mục tiêu của hổng tràng kiểu là gì? Hấp thu dịch. Thành ra, mình nhìn nè ha, sẽ phóng to hình này ra cho mình coi ha. Mấy đứa sẽ thấy cái nếp niêm mạc nè, nó đang xen chéo nhau nè, thấy không? Chéo nhau liên tục nè. Thấy không? Thấy cái hình đen nó đang chéo nhau y như cái hình cái rổ không? Qua đây mấy đứa cũng thấy nè, đang chéo nhau liên tục nè. Nè, thấy không? Nè, đen vô đây nè, nó đen xuống đây nè, nó đen vô đây nè, nó đen xuống đây nè, thấy chưa? Mình thấy nó đang chéo nhau liên tục không? Nhìn như hình anh Hoa không? Đó. Thì cái vị trí này á, là mực nước hơi là của gì? Chắc chắn là của hổng tràng. Tại lớp niêm màng sao? Nó rất nhiều. Nên mình phải suy nghĩ coi ca này á, có nguy cơ nó tắc cao hay không ha. Rồi. Đó là một trong những cái dấu hiệu đầu tiên. Và đa phần nó tập trung ở vùng gì? Hạ sừng trái là chính ha. Nên khi mình đã thấy cái lớp niêm màng này là mình nghi ngờ gì? Chắc chắn là nghi ngờ tắc cao nè. Tắc ở những cái quai đầu hổng tràng nè ha. Còn sao, xuống hồi tràng, nếp niêm mạc nó vẫn sao, gần nhau, và mấy đứa phải nhìn ha. Dù hổng tràng hay hồi tràng thì cái lớp nếp niêm mạc này nè, nó phải đi hết khẩu kính ruột nè, từ bên này qua bên này nè. Các bạn thấy không? Thì nó mới là của ruột non, còn nếu nó chỉ đi một phần thì nó là của đại tràng ha. Nè. Nè, đi hết từ bên này qua bên này nè, mới thấy không? Đó, rồi nó đang chiếu nhau nè, mới thấy không? Đó. Thì cái lớp này là của gì? Là của hổng tràng ha. Rồi, mới thấy ha, hồi tràng nó cũng đi hết toàn bộ lớp niêm mạc ruột. Nhưng sao? Nó là những đường kẻ sọc gần nhau ha. Tức là cái độ dày của lớp niêm mạc sao? Nó không nhiều bằng gì? Bằng hổng tràng. Thì đa phần cái quai này là quai gì? Quai hồi tràng, hai mấy đứa ha. Rồi. Cái thứ ba là đa phần nó nằm ở vùng gì? Hố chỗ phải là chính ha. Gần sát về phía hố chỗ phải ha. Rồi. Còn đại tràng thì sao mấy đứa? Nè mấy không? Này mô tả nè, tắc cao hổng tràng nè. Đó, này hình này hơi xấu, không có rõ ha. Rồi này hồi tràng mới thấy không? Nếp niêm mạc nó chỉ đi gì? Đi từng dọc như xếp đĩa vậy đó. Hiểu không? Nhưng mà đi xếp thấy chưa? Đó. Nhưng mà nó phải đi hết nha. Nó đi không hết thì nó phải nghi ngờ ở đâu? Ở đại tràng ha. Đó. Nhớ cho anh, tắc đại tràng nó chỉ nằm ở hai vị trí ở gì? Đại tràng gốc lắc và đại tràng gì? Gốc gen thôi. Mới nhìn cái nếp niêm mạc nè, nó không bao giờ đi hết. Đây, đi đến đây nó ngừng. Đi đến đây nó ngừng. Đi đến đây nó ngừng. Đó,
không bao giờ nó đi hết được toàn bộ lớp gì, lớp niêm mạc của ruột, thì chắc chắn cái này là gì, là đại tràng ha. Và nó đa phần nó nằm ở gì, ở đại tràng gốc gan và đại tràng gì, gốc lắc. Rồi giờ phân biệt được ba cái chưa, thế nào là ruột non, thế nào là đại tràng, thế nào là hổng tràng, thế nào là hồ tràng chưa? Các bạn khác có hiểu hết chưa? Vậy đọc phim biết đọc chưa? Đã biết đọc rồi. Rồi vậy coi cái hình này tôi cái coi đây này tắt ở đâu? Hình. Rồi coi đi, bạn trả lời sẽ là bạn Trang đó. Dạ em chưa thấy hình nữa. Chờ xíu. Có thời gian anh nó kêu em đọc đâu? Bình tĩnh chờ tí à, phải có thời gian chứ. Ủa sao nó ngu vậy ta, sao nó không hiểu này của mình ta, mình muốn share cái này đây mà ta. Muốn con xuống dưới đi, leo đây chứ là em bể cái máy tính của ba nó. Sao kỳ vậy ta, có share cái hình không được, để thử lại nữa coi, cho anh tí xíu. Lemon còn cắn nữa, nó bẻ cái màn hình, khai cái màn hình nữa. Sao anh xem không được ta? Sao nãy xe bình thường mà tới giờ nó không cho xe nữa ta? Đây rồi. Ngồi đọc coi. Hình này sao? Tắt ngay tắt ở đâu? Vừa dạy xong rồi đó. Dạ thưa anh, tắt này là tắt hổng tràng. Ừ, nhưng mà rồi sao? Mô tả tiếp coi. Có dạ. Mực nước hơi. Dạ mực nước hơi này tập trung tên bao nhiêu tuổi? Bệnh nhân nam 22 tuổi. Hình ảnh em thấy được trên phim X quang là hình ảnh có mực nước hơi. Ít quen gì? Phim Bụng đứng không sửa soạn chụp ngày 30 tháng 11 năm 2020. Dạ thấy có mực nước hơi tập trung ở vùng quanh rốn. Đâu bao nhiêu mực nước hơi?
tập trung từ đâu đến đâu, thấy không? Dạ, buông khơi có một nước từ hệ sườn phải, từ hệ sườn trái tới hố chậu phải. Mấy mực nước hơi? Dạ bốn, dạ bốn mực nước hơi. Đường dạ, đường kính khoảng dạng, dạng gì? Dạng vòm. Dạng vòm. Chân thì sao? Chân rộng, vòm thấp. Nè, chân rộng thấy không? Chân thì đến đây nè, nó rộng, nó dài hơn gì chiều cao là nghi ngờ mực nước hơi của gì ruột non. Rồi sao nữa? Dạ cái nếp niêm mạc thì nó chạy dọc hết khẩu kính và nó đang chéo nhau. Ừ, thì sao nghi ngờ ở đâu? Nghi ngờ là ở hổng tràng đó. Hổng tràng, rồi thêm hình ảnh gì nữa? Hình ảnh nó không có hơi không? Ở đại tràng. Rồi, không có hơi đại tràng, có hơi trực tràng không? Dạ không. Không có hơi đại tràng mà trực tràng, vậy nghi ngờ này tắc ruột hoàn toàn hay tắc ruột không hoàn toàn? Dạ nghi là tắc ruột hoàn toàn. Rồi, vậy thôi. Có mỗi người đọc rồi đó. Mấy bạn khác đọc được không? Mấy bạn khác đọc được không? Có hiểu cách đọc chưa? Ủa mấy đứa Miêu con cứ cạo cái đó nó nát ra. Mấy bạn khác hiểu hết chưa? Có đọc được không? Dạ được ạ. Rồi, con nít quang ở đây hiểu chưa? Con nít quang ở đây hiểu hết chưa mấy đứa? Dạ hiểu. Dạ hiểu. Để coi còn gì không thì xoắn ruột thì nó sẽ hình ảnh tắc ruột là bã cặp hình ảnh kia thì mấy đứa biết rồi. Để coi phần tắc ruột còn phần gì nữa không để nói cho mấy đứa tiếp. Rồi bây giờ thì người ta bỏ rồi, ví dụ dùng ít quang ruột non xuôi dòng á thì người ta bỏ rồi, người ta không có dòng xài nữa, tức là sao uống thuốc cảnh quan á để kiểu khảo sát á thì người ta bỏ rồi, từ ngày có CT thì người ta bỏ rồi ha, người ta không có dùng cái đó nữa ha. Nhớ cho anh như vậy ha. Nói chung siêu âm á, thì cũng dùng là cho nó tắc ruột cũng được, nhưng mà do mình dùng không nhiều, do nó phụ thuộc khá nhiều vào cái gì. Ở người siêu âm, người siêu âm có tốt hay người siêu âm dở ha. Hình ảnh đặc trưng thì dấu hiệu máy giặt thì mai mốt đi học siêu âm thì biết ha. Nên tại sao mà anh nói là tại sao anh thích cho siêu âm là như vậy? Tại sao siêu âm á, nó cũng thấy được trên dưới chỗ tắc, thấy được qua được giãn, qua được xẹp đó. Nhưng mà tại sao mình ít dùng mấy đứa? Anh vừa nhắc xong đó, là do nó phụ thuộc vào cái gì? Cái người siêu âm, còn ít quang với CT là gì? Nhiều người cùng đọc. Có rõ chưa? Cái gì nhiều người cùng đọc nó sẽ gì? Chính xác hơn là gì? Một người một mình gì? Mình tự đọc. Hiểu chưa? À. Rồi,
Vậy có phải tất cả các tắc ruột mình đều phải dùng ít quang không? Là bắt buộc là ít quang là phải có rồi, nhưng mà mình có thêm cái CT nữa ha. Rồi, CT để mình làm cái gì mới được? Để CT để chọn nguyên nhân và chọn đến chính gần như chính xác cái vị trí chỗ tắc. CT vai trò gì? Các bạn nghe anh chưa nghe rõ? Là để chẩn đoán chính gần như chính xác cái vị trí chỗ tắc và để tìm nguyên nhân. Vậy giờ giữa các loại tắc ruột á thì CT nào? CT có vai trò trong tắc ruột nào? Thắt nghẹt hay tắc ruột cơ năng hay tắc ruột cơ học hay tắc ruột gì? Trong cả cơ học và thắc nghiệt thì CT cũng có giá trị. Ví dụ như cơ học thì nếu mà U thì CT nó cũng thể đánh giá được cái độ xâm lấn của U luôn. Còn ví dụ như trong thắc nghiệt thì CT nó cũng đánh giá được cái tình trạng tưới máu của cái đoạn ruột đó. Chính xác ha. Nhớ nè, trong tắc ruột á, do nguyên nhân đơn thuần á, trong tắc ruột non đơn thuần á, thì trên CT á, mình sẽ không có thấy hình ảnh mừng nước hơi ha. Đa phần mình chỉ quay ruột giãn có kèm hơi phía trên thôi, để mình thấy rõ mình nước hơi á, là nó không có rõ ràng với quang, mấy đứa hiểu không? Thành ra mục đích của mình tìm CT là mình gì? Mình tìm vị trí chỗ tắc, là mình nghi ngờ chỗ tắc ở chỗ nào để mình biết được à cái nghi ngờ chỗ nó dính nhiều nhất, mình coi mình nó cần thiết mình có thể nội soi được hay không, để mình can thiệp hay không. Thì CT không phải dùng để chẩn đoán tắc ruột. Tắc ruột là hội chứng lâm sàng, mấy đứa hiểu không? Là dị chứng lâm sàng, được chưa? Thành ra chỉ cần lâm sàng là mình có thể hướng đến tắc ruột rồi, cộng thêm một kết quả mình có thể chẩn đoán tắc ruột, được chưa? Được rồi. CT không phải để chẩn đoán tắc ruột mà để tìm những nguyên nhân gây ra tắc ruột. Chẳng hạn như mình thấy chỗ dính, à mình thấy qua được giãn được xẹp, mình nghi ngờ chỗ này chỗ dính nè, đó. Thứ hai, thấy cái bướu ung thư. Thứ ba, thấy cái gì? Cái chỗ đoạn ruột gập góc, chỗ đoạn ruột dày thành ha. Thứ tư, là mình thấy gì nữa? Mình thấy cái có thoát vị bẹp, thoát vị đùi, thoát vị bịt hay không. Thứ năm, thấy tình trạng mạch máu nuôi ruột thế nào, đoạn ruột bị tắc, giãn lớn, máu có thiếu máu nuôi nhiều hay không, mạch máu có đến được hay không. Các bạn hiểu chưa? Có ứ trệ tuần hoàn gì đoạn ruột đó hay không? À, đó là vai trò chính của CT. À. Rồi. Nhớ trên CT hình ảnh cái đoạn ruột đó gọi là đoạn ruột chuyển tiếp ha, giúp qua được dễ và qua được xẹp ha. Thì đó là vị trí tắc ruột ha. Rồi. Rồi. Chẳng hạn, không chứ anh Tuấn có hỏi mấy vụ thiếu máu nuôi ruột không? Có cần nói phần đó không ta? Ta đang phân vân. Tụi mình có cần họ đọc nghe phần đó không? Dạ nghe. Rồi vậy để anh cho coi cái hình ảnh thiếu máu nuôi ruột tiếp ha. Đây. Đầu tiên á, mà mình muốn biết được một cái vị trí mà nó có tắc ruột do nhân thiếu máu nuôi ruột hay không á, thì ban đầu á thì cái ứ trệ nhanh nhất á là không phải ứ trệ mạch, ứ trệ động mạch, mà nó sẽ ứ trệ tĩnh mạch là chính. Thì khi mà nó ứ trệ tĩnh mạch á thì nó sẽ hình thành huyết khối ở đâu? Ở tĩnh mạch, các bạn biết ha. Thì nó sẽ có phù nề đoạn ruột ha. Thì khi đó đoạn ruột nó sang ban đầu nó sẽ gì? Dày thành lên ha. Thì khi đó nó sẽ dày thành ở lớp gì trước? Nó sẽ dày thành ở lớp dưới niêm trước. Nó sẽ dày cua lên dưới niêm lên trên. Thì khi đó là bắt đầu nó ứ gì? Ứ máu tĩnh mạch nó về. Máu tĩnh mạch nó không có chạy về được, mới nó hiểu biết không? Nhắc lại nè. Đoạn này nó hơi khó hiểu. Tôi kiếm cái hình cho tụi mày coi cái đó. Biết cái hình nào thiếu máu nuôi ruột không? Hình này nó thắt nghẹt thôi.
không có thấy được ta. Đoạn này phim hình nó xấu quá. Để anh kiếm cái nào tắt mặt mặt keo kiếm cho mày coi coi. Thôi sao coi đỡ CT ra thằng luyện công thắng này tiếp luôn đi. Tao chỉ cho coi cái hình ha. Rồi thấy cái hình chưa? Cái gì? Rồi nhìn nó nhìn nè ha. Cảm ơn thấy không? Quay đồ nó giãn to không? Nhìn thấy không? Cái chỗ đại tràng nó sầm lép mà. Đại tràng phải trái sầm lép nè. Chứng tỏ nó chỉ giãn gì? Giãn đột non là chính ha. Nó thấy ha. Nè. Mới thấy thành đột không? Đây, thành đột nó vẫn còn bắt quang nè, mới thấy chưa? Khi bơm cạnh quang là thành đột vẫn còn bắt quang, mới thấy không? Đó, vẫn còn bắt quang ha. Đều ha. Đó. Chứng tỏ là không có tình trạng thiếu máu nuôi đột, mới thấy không? Đó. Đấy, mới thấy chưa? Nó không có tình trạng thiếu máu nuôi đột ha. Đó. Là đột giả nhưng mà gì? Vẫn còn bắt quang, không có tình trạng thiếu máu nuôi đột ha. Đây mới thấy ha, đây là một trong những cái chỗ điển hình là miếng nó bị tắc ở đây nè. Xẹp nè. Giãn lớn nè. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Này giãn nè thấy không? Một quai đột xẹp nè thấy chưa? Đây, đoạn đột giãn nè thấy không? Đoạn đột xẹp thấy chưa mấy đứa? Mấy bạn kia thấy không? Thấy nó cho tao thấy tao biết được tao giãn tiếp. Dạ thấy ạ. Xẹp này giãn nè, vậy nghi ngờ chỗ tắc nó nằm ở đâu? Vị trí này vị trí gì? Ngang gai chậu. Vị trí gì? Mỗi chỗ phải. Vậy nghi ngờ bạn tắt ruột trong tiền canh là mỗi gì? Thô thừa. Thô thừa. Bé. Hiểu chưa? Vậy tắt ruột. Có rõ chưa? Có hiểu không? Các bạn kia có hiểu mấy bạn ơi? Hiểu anh nói chưa? Đó. Nên mình nhìn mình ước chừng được nguyên nhân tắt ruột ha. Còn khi mà ban đầu nếu có ứ trệ tuần hoàn thì nó sẽ ứ trệ tuần hoàn tĩnh mạch trước. Nó sẽ gây phù nề cái lớp dưới niêm trước, khiến cho thành đột nó bị dày lên. Ban đầu sẽ dày thành để nó cố gắng làm cái gì? Nó hấp, nó thải cái mạch máu đi, tống tiễn cái máu tĩnh mạch nó ra khỏi đột để nó gì, nó dinh dưỡng. Nhưng sau cái khả năng phù nề sao? Cái đoạn này nó càng phù nề thì cái chỗ đó nó càng gì? Càng thiếu máu. Thành ra gì? Nó sẽ thiếu máu và nó hoại tự dần dần. Nó sẽ hoại tử từ lớp niêm mạc, nó sẽ hoại tử ra lớp thanh mạc. Khi đó nó hoại tử hết thì nó còn bắt quang không mấy đứa? Còn bắt quang không Trịnh? Không anh. Không ha. Nên dấu hiệu của nó là gì? Nên dấu hiệu hoại tử hoàn toàn là gì? Không còn bắt quang. Hoặc là gì? Có khí trong thành ruột. Đó là hai dấu hiệu gì? Hoại tử đoạn ruột đó rồi. Hiểu chưa? Còn khi nó mới dày thành phù nề thì nhớ cho anh lúc đó nó vẫn còn gì? Nó vẫn còn bắt quang được. Nó vẫn còn gì? Nó vẫn còn thuốc tốt. Thì khi mà dày thành phù nề mà bắt quang tốt thì nó đang gì? Nó đang bị phù nề ứ động gì? Tĩnh mạch. Mình phải giải quyết cho sớm. Giải quyết trễ sao? Nó hoại tử cái đoạn đột đó luôn. Hiểu chưa? Thịnh là fan của VinFast hả? Thế mày để xe VinFast. Dạ. Nhà sắp mua xe hả Thịnh? Dạ không có, ước mơ thôi. VF7 thì ước mơ. Chứ ông già già mua cho cái một. Ra trường mua luôn. Tặng cho cái xe điện. Rồi ha. Đoạn này đùa nó bắt bắt quang phù nè, bắt quang tốt rồi ha. Bữa nào cho coi hình mà nó không bắt quang ha. Rồi. Nhớ chưa? Thank you.
Rồi chẳng hạn như CT còn thấy hình ảnh lồng ruột hoặc thoát bị bịt nữa. Rồi còn như nào không ta? Bây giờ à còn phần điều trị nữa hả? Ừ, đúng rồi, còn phần điều trị nữa. Rồi về điều trị thì đa phần thì u thì mình cắt u, thoát vị thì mổ thoát vị, tắc ruột non do dính á, thì đa phần là bồi hoàn nước, điện giải là chính, kháng sinh ha, anh Nhiên nhắc rồi đó ha. Đó mình sẽ đánh giá lại sau 24 đến 48 giờ ha. Cứ mỗi 12 giờ đánh giá lại một lần tình trạng tắc ruột bệnh nhân, nếu nó ngày càng nặng hơn thì mình làm gì? Can thiệp phẫu thuật cho bệnh nhân. Và nếu bệnh nhân cải thiện trung tiện gì hơn được là mình gì? Thôi mình rút lui ha. Rồi. Còn gì hỏi không? Dạ, anh cho em hỏi đánh giá lại là mình đánh giá lâm sàng thôi là có cần phải chụp X quang lại không? Quang liên tục sau 6 tiếng, cứ mỗi 6 tiếng chữa vàng là một lần. Còn đánh giá nó mà tự nhiên nó hơi xuống, nó xuống đại tràng được thì là tốt. Hiểu chưa? Dạ. Còn cái điều trị nội khoa, cái bồi hoàn nước với kháng sinh xài gì ạ? Chắc chắn là dùng gì rồi, nhắc rồi. Lắc tát ha. Ba chục giọt phúc hả anh? Ba chục giọt gì? Mày bù nước điện dại nè, cách truyền đường tĩnh mạch nè. Ủa, truyền đường tĩnh mạch mày đọc bài đó chưa? Ông Tuấn kêu mày đọc, mày có đọc chưa? Tắc ruột rồi mày làm gì? Bồi hoàn nước điện dại, đặt Levin cho nó, hoặc là đặt xuống cái giày đó cho nó ra bớt dịch, hiểu không? Rồi làm gì nữa? Cho kháng sinh phổ rộng, rồi tùy tình trạng nhiễm trùng, nếu mà nghi ngờ viêm ruột hoại tử mình cho kháng sinh gì? Chấm. Nghi ngờ tắc ruột thắt nghẹt mình cho kháng sinh gì? Chấm. Để cho hạt chặt qua bên em thôi. Mạnh quá, cho từ Moxi mức độ 2 trở lên được rồi, Cefa 3 cộng Metro, hoặc là gì Moxi, hoặc là Siro cộng Metro, hoặc là Acta bên em thôi, nhớ chưa? Không trước dạng rồi, cho mức vừa phải thôi. Còn trừ khi bệnh nhân vô gì nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, vô sốc rồi, hiểu không? Mình phải cho nhóm gì? Imipenem hoặc là Meropenem ha. Nhớ, nhất là viêm ruột gì tắc ruột vô nhanh thắt nghẹt, là phải cho các sinh thiệt mạnh cho anh để làm gì? Để mình dự phòng nó gì tử vong vô nhanh sốc, nhiễm trùng, nhiễm độc, hiểu không? Để khi ruột nó hoại tử sao? Sinh độc, sinh hơi trong đó. Còn tắc ruột đơn thuần thì có thể cho các sinh vừa được rồi. Ha. Cefa 3 mình nó cũng được rồi. Hoặc có thể Cefa 2 cũng được nữa. Rồi nhớ đặt tiếp Levin để cho dịch nó ra bớt ha. Rồi còn gì hỏi nữa không? Trong bài tắc ruột không? Hỏi về kia không? Có hỏi gì về bài tắc ruột nữa không? Sao? Ổn chưa? Còn câu hỏi nào bài tắc ruột không? Hồi nãy đứa nào hỏi gì đó? Bán tắc gì đó? Bán tắc á là bệnh nhân còn trung tiện ha, còn xì hơi được ha. Nhưng mà có dấu hiệu tắc trên hình ảnh học đó thì đa phần có dấu hiệu gì bán tắc? Chẳng hạn như là gì bệnh nhân có bí trung đại tiện nhưng mà sau bệnh nhân xì hơi trung tiện được rồi khỏe thì mới chỉnh đánh bán tắc. Tức là sau khi mà mình đã chẩn đoán tắc ruột xong mình quay trở lại thì người ta mới chẩn đoán bán tắc. À,
Còn những hội chứng cực nick á, nó không phải chính xác là từ bán tắc ruột, trong định nghĩa sách thì nó không có từ đó ha. Mình gọi là do khi nào khi mình tắc ruột xong rồi bệnh nhân trở về cái hồi phục nó hoàn toàn thì mình chẩn đoán bán tắc ha. Còn hội chứng cực nick nó là khác, hội chứng cực nick dành cho những bệnh nhân bị như vậy nè, bệnh nhân bí trung đại tiện ha, sau đó là bệnh nhân sao tăng nhu động cũng có những hội tắc ruột luôn, bí trung đại tiện, nôn nói ha, rồi đau bụng ha, sau đó tự nhiên bệnh nhân thường xuyên có những lần như vậy ha, rồi bệnh nhân hoặc là bệnh nhân xì hơi được xong thì gì nhẹ bụng bớt đau ha, gặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Trên 80 tuổi hả? Trên 80 tuổi để hỏi lại cô con có ít không? Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ. Rồi xong chưa? Rõ chưa? Còn gì hỏi bài nữa không? Có hội chứng cực nick ha, trong cái bài của anh ghi á. Bài của anh có gửi cái hội chứng cực nick á. Có nhớ không? Có coi bài của tao chưa? Bài tắc ruột non á, tao gửi cho mấy anh chị năm ngoái đó. Tụi mày có rồi mà đúng không? Phát có không Phát? Dạ có à. Ừ có rồi mà, trong bài nó đi mà. Còn gì trong bài không hiểu chỗ nào không hỏi, hỏi luôn lành đi. Không có gì hỏi hả? Hiểu hết rồi hả? Hay sao? Dạ, ý có hỏi là mình bồi phần nước á, mình đánh giá bệnh nhân tình trạng thế nào là bệnh nước, có bài tắc tính nước điện dài, nhưng mà bài đó đi thi có ai hỏi cái đó đâu. Tuấn rảnh cái bài đó, cái bài đó phải giảng cái bài bồi hoàn nước điện dài chứ mày đó. Ai đi thi ai hỏi bài đó đâu mà cứ bắt làm giảng cái bài đó. Nó mà không dạng mệt quá. Đánh hơi đâu ra ngồi tính từ 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 từng tí. Dạ anh ơi, em có câu hỏi anh. Ừ. Dạ cái trường hợp mà bệnh nhân bị sẩm đại tràng thì mình xử lý làm sao anh? Bị cái gì, bị cái gì chưa nghe được. Bị sẩm đại tràng thích ma thì mình xử lý làm sao? Nó co đành đại tràng nó hoại tử chưa, nó hoại tử thì mày cắt đành đại tràng, còn nếu nó chưa hoại tử mình tháo xoắn, mình cố định lại ha. Tháo xoắn nó có hai kiểu, đa phần á là xoắn thành sigma thì người ta có thể thọc một cái ống lông xông lên để người ta làm gì soi, người ta hút CO2 ra, người ta tháo xoắn. Một số trường hợp á là người ta phải làm gì vô mộ để tháo xoắn, sau đó người ta gì cố định cái đại tràng sigma lại ha, để không có bị xoắn nữa. Rõ chưa? Anh ơi, mình đánh giá cái loại tử của anh là mình đánh giá dựa trên CT thôi hả anh hay sao anh? Vô mổ đó chứ, em thấy nó hoại tử, em nghi ngờ nó tắc ruột hoại tử phải vô mổ chứ sao. Em chỉ nghi ngờ cái đoạn nó trên CT là dấu hiệu hoại tử rồi nè. Đó, là mình vô là mình thấy nó đúng hoại tử hay không thôi. Mình vô là phải thấy nó chứ, vô nó đen thui tím nghẹn tím ngắt rồi thì nó hoại tử rồi, phải cắt đoạn ruột nó chứ sao. Hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi.
đang nói kiếm gì ta, cách tính dinh dưỡng đúng không ta? Lê cho em hỏi cái vấn đề mà đặt cái ống thông mũi dạ dày anh sẽ mình đặt trong bao lâu ạ? Trời ơi, vừa nói xong theo dõi 24-48 giờ mà nhân chung tiện xì hơi được, tự nhiên mày không rút cho ta đi, mày đẻ làm gì nữa? Dạ, hiểu chưa? Okay. Đẻ 24-48 giờ thôi, theo dõi thôi chứ thêm em hẹn đặt suốt, hiểu chưa? 24-48 giờ mà nó không cải thiện được thì thôi. Tí nữa tao gửi bài đó cho, để đâu rồi? Trước có bài tao soạn cái bài cách tính dịch, bữa xong để đâu bà rồi. Bài đó phải có cái bài cách tính dịch nữa. Rồi còn phải cách tính dịch còn gì hỏi nữa không? Anh em động bộ xuống chỗ người ta nói tắc ruột do dính là nó cũng sẽ kéo ngang qua cái chỗ mạch treo thì nó cũng là một dạng của thắc nghiệt cho nó tắc mạch máu, mà tại sao người thắc nghiệt thì đem đi cấp cứu nhưng mà tắc ruột do dính thì một số trường hợp người ta điều trị bảo tồn anh. Mà sao từ từ anh chưa nghe, anh chưa nghe cái gì tắc ruột do dính? Tắc ruột do dính tức là cái đoạn dính nó cũng sẽ chạy ngang qua cái mạch treo, mạch đi ngang mạch treo mà nó em phải hiểu là nó đi ngang mạch treo nhưng mà nó không có thắt cái mạch máu nuôi mạch treo lại thì nó đâu có gây thắt nghẹt, hiểu em nói không? Khi nó gặp cái đoạn đột lại nè, nó gặp quay đột nó hình này nè, nó xiết lại như vậy thôi nè, chứ nó không phải là gì, nó bị xoắn luôn, nó bị xoắn chiều, tức là sao, nguyên cái mạch treo nó bị gì, nó bị xoay luôn, hoặc là mạch treo nó bị gì, nó bị lồng như với nhau thì mạch máu nuôi nó bị thiếu. Còn cái này sao, nó đi ngang, nó đi ngang, nó khiến cho đoạn đột gì đang từ đây nó gặp gấp vô đây thôi, chứ nó đâu phải gặp 180 độ đâu, hiểu chưa? Có hiểu không? Nó đang từ đường thẳng thì nó gặp lại như vậy thôi. Thì khi gỡ ra thì ta gỡ thanh mạch ruột ra, tại vì nó dính gì? Dính thanh mạch ruột, rồi thanh mạch ruột vô mạch treo, hiểu chưa? Chứ nó đâu có phải là nó gặp cái đoạn mạch treo luôn để khiến nó thiếu máu, hiểu không? Vậy thì sau này cũng phải mổ để gỡ nó ra đúng không? Đâu phải là có điều trị bảo tồn mà để biết như vậy được? Bảo tồn được. Tại vì nếu mà nó gặp không hết, em ăn đồ ăn đừng có gì, đừng có cứng quá thôi. Tại vì đang đạn ruột của em đang to như vậy thì nó bị gặp lại thì sao? Em ăn đồ ăn cứng quá thì sao? Nó khó qua. Thì ăn đồ ăn lỏng, ăn đồ ăn kia, tại vì càng mổ nó càng dính nên người ta không muốn mổ lại là như vậy, hiểu chưa? Trừ khi nào gì nó tái đi tái lại nhiều lần trong một năm thì người ta mới chỉ định can thiệp phẫu thuật tắc ruột cho dính, hiểu không? Dạ, hiểu rồi. Chứ đa phần người ta không ai muốn can thiệp ở đó hết á. Tại vì em can thiệp vô cái đoạn đó thì nó không có ý nghĩa nhiều. Tại vì cái đoạn đó nó không có, đoạn ruột nó sẽ dính lại trong tương lai. Nên thành ra là mình càng can thiệp ít thì càng tốt. Tại em can thiệp quá nhiều vô nó thì nó sẽ dễ dẫn đến tình trạng nó gặp góc đoạn ruột đó nữa. Nó không có ý nghĩa gì cả. Anh cho coi cái phần này.
rõ không Trâm? Còn phần nào chưa rõ nữa không? Mục tiêu mình là vậy nha, tại vì đa phần khoảng có 80% á, nếu có hỏi thì sẽ trả lời là khoảng có 80% thì tắc ruột non không hoàn toàn á, đa phần tắc ruột non hoàn toàn nó sẽ tự động, nó sẽ gì, nó sẽ trở về bình thường luôn à, chứ mình không có mổ, càng mổ nó càng dính à, trừ khi nào cái gì điều trị nội khoa thất bại, tối đa là mình theo dõi được gì 72 giờ ha. Ok chưa? Còn gì chưa rõ không? Alo, dạ cái cơ chế mà dính sau mổ là lý do là sao anh? Lý do gì? Dạ, cái mà dính sau mổ anh, lý do sao sao mổ là nó hay dính ruột anh? Tại vì khi em mổ làm sao làm mất cái lớp thanh mạc của nó rồi. Cái lớp thanh mạc là cái lớp gì phúc mạc tạng bao xung quanh đó. Em làm mất cái lớp thanh mạc đó thì nó dễ thành cái lớp collagen, của nó không có chuyển lên nhau được. Nó dễ thành cái collagen. Thì collagen nó ngay đó sao nó dính lại với nhau, nó gập góc. Nên đó là tại sao mổ nội soi nó dính thành mổ mỡ là như vậy. Em đụng chạm ruột quá nhiều thì sao? Dễ càng ngày càng dễ dính hơn. Rồi tình trạng bụng sao, bụng càng dơ nguy cơ dính ruột kỳ càng cao. Hiểu ý không? Nên mổ tại sao viêm phúc mạc á, nguy cơ dính ruột nó cao hơn là mổ ruột thừa đơn thuần. Có rõ chưa? Rồi, còn bạn nào hỏi gì nữa không? Rồi không còn thì nữa là thôi. Hỏi đi Trâm. Tại vì em thấy là cái tại thời điểm nhập viện thì mới có 1-2 ngày người ta chưa có biến chứng thì mình cũng đâu có biết là tắc ruột hoàn toàn hay bán tắc luôn mình. Đúng rồi, em phải theo dõi điều trị nội, người ta mới gọi là theo dõi điều trị nội thử. Tối đa có thể là 72 giờ. Hiểu không? Tối đa 72 giờ. Thì đó thì cứ cho vào 6 tháng thành cho mình nó sẽ cho kiểm tra gì X quang, lâm sàng. Mạch nhanh lên, sốt hơn, bụng đau nhiều hơn, bụng chướng ngày càng nhiều, hình ảnh sao mực nước hơi là gì, nó, dịch nó ứ động càng nhiều, mất đi cái hình ảnh mực nước hơi, hơi ngày càng không xuống đại tràng, thì mình sẽ cho gì, mình sẽ cho mổ, điều trị nó thất bại, hiểu không? Rồi còn một bài nữa, không phải là bài tắc ruột, mấy muốn hỏi bài u đại tràng anh. Hỏi đi. U đại tràng thì người ta kêu là những cái trường hợp mà không phẫu thuật được thì mới phải điều trị bảo tồn hóa trị với xạ trị. Nhưng mà em thấy là ngay cả trường hợp xâm lấn thì người ta cũng sẽ đi mổ. Vậy thì trường hợp nào mới là không phẫu thuật cắt u được? Trời ơi, không chứ dạng mà còn nói câu đó. Giai đoạn 4 thì sao, có ai còn mổ không? Dạ không. Không, mổ khi nào chấm? Dạng rồi. Chứ trong bài nó nói rất là kỹ rồi, mổ khi nào có mấy biến chứng? 3 biến chứng. Đúng rồi, một là gì? Tắc ruột, hai là chảy máu, ba là thủng u. Người ta vậy ta mới mổ, chứ còn như anh 4 có ai mổ đâu. Hiểu chưa? Còn xâm lấn á là trên CT, xâm lấn xung quanh. Có thể em vô mổ, đó có chỉ định mổ chứ không phải không có chỉ định mổ. Còn khi di căn mới không có chỉ định mổ nữa thôi. Hiểu không? Còn xâm lấn là vừa dạng rồi. Xâm lấn là dựa trên gì? Tại chỗ. Vẫn có chỉ định phẫu thuật, nhớ không? T4B là xâm lấn tại xung quanh, còn T4A là gì? Xâm lấn ra khỏi thanh mạc. Hiểu chưa? Em nhớ hôm bữa anh giảng dây căn gan vẫn mổ được mà ta. Thì đúng rồi, vẫn mổ được. Nếu gặp trong trường hợp như vậy nè, em phải đánh giá. Thứ nhất á, là cái cơ quan đó có mổ được hay không. Nhưng mà theo Mỹ á, thì người ta sẽ không mổ là theo gala Nhật Bản. Theo Mỹ là sẽ đánh giá như vậy nè ha, anh giảng lại ha. Theo Mỹ đánh giá như vậy nè, giai đoạn 1, 2, 3, ok, giai đoạn 4, di căn gan là nó không mổ nữa. Nhưng mà riêng với Nhật Bản á, di căn gan, nếu đồng thời cái gan em phải cắt được á, thì người ta mới đem đi mổ. Hiểu không? Hoặc cái phổi em cắt được, đem đi mổ.
em có cắt được xương đâu mà đem đi mổ, hoặc là cắt được hôm nay đi mổ u não, hiểu không? Em phải đồng thời cắt được cái cơ quan di căn cộng cắt cái u thì người ta mới đem đi ta cắt hai cái. Thì khi cắt được hai cái là coi như em điều trị gì, trị căn. Đối với Nhật Bản là như vậy, mới có hiểu em nói chưa? Tức là lúc đó không là điều trị tạm bợ nữa, nó điều trị di căn. Còn việc mình mổ sao cơ quan di căn em không cắt được mà cơ quan kia em đi em cắt là do nó có các biến chứng gì, tắc ruột, chảy máu hoặc thủng u, em mổ đó chứ em chỉ mổ là làm sạch thôi. Cái gì, mục tiêu là mình giảm bớt khối lượng tế bào bướu thôi, chứ không phải là mình điều trị gì triệt canh nữa, hiểu chưa? Các giai đoạn 1, 2, 3 là mình điều trị gì triệt canh, là mình cắt cái u đi, mình hóa trị, là coi như là bệnh nhân có thể hết bệnh luôn. Mới được hiểu không, nói không? Nhất là giai đoạn 1, em cắt cái bướu đi là em nạo hạch tối đa, em hóa trị xong là gần như bệnh nhân gì? Khỏi bệnh hoàn toàn. Hiểu chưa? Người ta gọi là điều trị triệt căn. Còn em cắt cái bướu mà em để lại cái cục di căn gen thì nó là điều trị gì? Hỗ trợ điều trị tạm bợ thôi, phẫu thuật làm sạch thôi. Các bạn khác có hiểu chưa? Có hiểu anh giảng chưa? Hiểu giảng không chấm? Dạ, hiểu rồi. Sao mặt đơ đơ vậy? Sáng, sao mặt màu vậy? Là có hiểu không? Dạ, hiểu. Hay không hiểu? Nhắc lại ha. Với 1, 2, 3 là mình điều trị gì? Triệt canh. Tức là sao mình cắt cái u, mình nạo hạch, mình đi hóa trị. Đó là điều trị triệt canh. Là có thể bệnh nhân sẽ hết bệnh luôn. Hiểu chưa? Mình nạo hạch quá tốt, mình cắt u trong giai đoạn sớm thì là mình điều trị triệt căn luôn, hiểu chưa? Còn giai đoạn 4 theo nguyên tắc không ai đem đi mổ. Nếu em không cắt được cái cơ quan di căn, chẳng hạn như di căn gen, em không cắt được cái u gen thì em cắt cái bướu khi nào? Khi bệnh nhân bị sao? Khi bệnh nhân có tắc ruột, có gì có thủng u, có gì có chảy máu, được chưa? Còn với hàng Nhật Bản á, nó nếu mà, hoặc là bằng Mỹ cũng vậy đó, em cắt được cả hai cơ quan cùng một lúc luôn thì em xem như là em điều trị gì, chỉ cắt luôn, hiểu chưa? Em vừa cắt được gan mà em vừa cắt được gì đại tràng nữa là em coi như điều trị chỉ cắt luôn, chứ không còn là điều trị tạm bợ nữa. Còn nếu em chỉ cắt được cái cơ quan đó thôi, không cắt được những cơ quan kia thì là điều trị gì, tạm bợ hết. Có hiểu chưa? Mấy đứa có hiểu chưa? Chỉ có riêng cái di căn gen nó mới như vậy thôi, còn mấy cơ quan kia đâu có cắt đổi. Di căn xương sao cắt? Cắt xương à? Ủa, di căn phúc mạc sao cắt? Rõ chưa? Các bạn có rõ chưa? Chỉ có di căn gen là đa phần người ta hay cắt thôi. Đã phân biệt được chưa? Chăm. Vậy thì người ta có cắt để dự phòng không anh? Cắt giảm khối để dự phòng biến chứng? Không, ai dự phòng. Có không tắt thì em đi dự phòng. Tại vì cắt xong á, tại sao người ta không cắt? Tại vì như vậy nè, khi em cắt á, là em sẽ làm chậm cái thời gian hóa trị của bệnh nhân lại. Hiểu chưa? Và thứ hai, cái việc em cắt xong á, nó làm không tăng thời gian sống còn cho bệnh nhân. Tức là cái OS á, của bệnh nhân á, cái survival của bệnh nhân á, hoàn toàn không có gì hết á, hoàn toàn không thay đổi gì hết á. Cái survival hoàn toàn không thay đổi so với em cắt hoặc không cắt, nên thành ra người ta kêu không cần cắt. Có chưa? Ngày xưa mấy thầy mình kêu 4 cũng đem đi mổ là sai. OS không thay đổi, chỉ cắt khi nào có ba cái biến chứng đó thôi. Anh nhắc rồi đó. Mà đôi lúc á, em không cắt được nữa thì em phải làm phẫu thuật nhân tạo trên dòng. Tắc ruột thì là em không có nhân tạo trên dòng. U thì mình gì xạ trị, hiểu không? Đâu có em phải vô em cắt, hiểu không chấm? Dạ hiểu rồi. Mấy thằng kia hiểu không? Mấy đứa kia hiểu không? Hiểu không? Có nói gì chưa? Dạ hiểu rồi anh. Rồi còn gì hỏi không?
còn gì hỏi bài tắc ruột không? Dạ, dạ cho em hỏi cái anh trồng mấy cái ung thư á, à, em chưa hiểu cái khi nào hóa trị với khi nào xạ trị. Ông dạng được rồi, chỉ có ung thư trực tràng có xạ trị thôi. Vậy sao trong phát độ ca dài dày nó vẫn có xạ trị anh? Ít dùng. Em thấy hiện tại mới bây giờ có ai dùng xạ trị cho ca dài dày không? Rất ít dùng. Nhớ nha. Vậy là chỉ có trực tràng là mới xạ trị thôi. Trực tràng mới bị xạ trị thôi. Còn dài dày cũng có chứ lại không có, nhưng mà rất ít dùng. Có gì hỏi không? Nắm hết bài chưa? Vậy còn bài rõ thôi đúng không ông Phát ơi? Dạ. Rồi thì cũng không khó. Để nói sơ lại. Tối nói sơ lại đi. Tối nói sơ lại bài rò thôi. Là hết đúng không? Là có hỏi bài à không? À, dạ anh ơi, hình như còn trĩ nữa anh ơi. Trĩ hả? Trĩ dễ, trĩ hay thi, trĩ dễ thi mà. Điều trị trĩ cũng dễ nữa. Cái gì em nói sơ luôn cái hai cái đó chứ. Ừ. Tối nói sơ. Áp xe hồng hồn nữa anh. Áp xe hồng hồn. Xe thì đặt áp xe chứ làm gì đâu, nó là chung với bài rò mà. Để nói luôn đi anh. Nói gì? Mày có bài giảng, mày soạn bài rồi mày đưa cho nó đọc đi. Đắp xe với rò nó y chang nhau á mà. Ông mấy anh dạy luôn đi anh. Nếu anh không bạn gì giờ dạy luôn cũng được. Tao đang chuẩn bị đi mộ mày. Ừ. Coi có bài sẵn không đây. Bài phải có sẵn như vậy. Tự nhiên năm ngoái Đức kêu mày trình lên, tao phải dạy mày quá. Với lại là có gì anh nói sơ giúp em cái ung thư thực quản với. Thực quản có thi không mà cứ bình dân thi anh ơi. Bình dân thi kêu anh Tuấn dạy. Cho thi thì ông dạy, cho thi mà ông dạy thì mày báo cáo bên bộ môn bác có thì quan. Báo cáo là bác sĩ Tuấn dạy ung thư thực quản mà bác sĩ Tuấn cho thi. Dạ cái bài đó thầy Nghĩa dạy. Nghĩa dạy hơi cao siêu xíu. Nói là thầy dạy em không hiểu gì hết. Nói thẳng với thầy luôn. Chết nè. Cái gì mà giờ mình nói thẳng với thầy. Thầy giảng cái gì mà không hiểu gì cả. Giờ xem đi thi. Sao giờ? Hai anh nói với anh Bình bỏ cái thực quản nha. Nói gì? Bên kia tổ bộ môn bên kia khác tổ bộ môn bên này chứ. Tổ bộ môn bên Bình Dân là tổ bộ môn Bình Dân, tổ bộ môn bên Thống Nhất, tổ bộ môn Thống Nhất chứ liên quan gì nhau. Yếu tố nguy cơ. Coi coi cái đó. Kitagawa. Chứ sao rồi mà đi nó là không chỉ mình án cho anh Tuấn bày ông thực quản. Để đi thi. Dạ mấy tuần em ở bển không có coi. Chỉ có tuần vừa rồi mới có mà em không biết.
Rồi để tối tôi sắp xếp tôi giảng bài đó. Dạ, vậy mấy giờ tối anh? Có gì sớm sớm mình học được nhiều. Mổ xong rồi tính. Để chưa mổ xong sao ta dám nói trước. Chờ xíu rồi tôi kiếm có sẵn không, gửi phát đồ cho đọc trước. À, thì cũng được. Được rồi. Để tính rồi dạng chiều tối tao dạng là bài đó cho. Thôi nghỉ trước đi, tao kiếm bài tao gửi cho trước cái đó. Rồi đọc. Dạ vâng ạ. Ba 4:30 học nha. Ok.